Đứa trẻ nghiện điện thoại. Ba mẹ ơi, cho con ra ngoài cho nhảy dây với các bạn nhé. Vào nhà đi con ơi. Ra ngoài kia trời nắng chang chang, rồi lại nghịch bẩn. Thôi ở nhà chơi iPad hay hơn này con. Con đi chơi một lúc thôi mà. Thôi thôi, ra ngoài sẽ khiến con bị mệt đấy. Ở nhà xem hoạt hình đi con. Mẹ ơi. Gì đó con? Để con giúp mẹ gặt củ nhé. Trời, con đừng có động vào. Con không biết làm đâu. Con ra ngoài chơi với bố đi. Bố ơi, bố đang làm gì đấy ạ? Ừ, bố đang làm việc tí. Thôi nào, đừng có nghịch giấy tờ của bố. Lẫn hết bây giờ. Con ra kia chơi đi này. Hai bố con, chuẩn bị ăn cơm thôi. Còn miếng cuối cùng thôi nè con. Há miệng nào, ngoan lắm. Nhìn nè anh, con ăn hết cả một cái bát đầy luôn nè. Giỏi không? Cũng nhờ cái iPad con mới ngoan thế đấy chứ. Công nhận, có nó được việc thật chứ chẳng đùa. Đến giờ đi ngủ bây giờ, chỉ cần bật cho con nghe mấy truyện cổ tích có sẵn trên mạng, một lúc là ngủ tích thò lò. Mình chẳng cần phải hát ru hát ri gì nữa cả. Tiện ghê. Mà con gái mình bé thế này thôi mà am hiểu công nghệ lắm cơ. Hôm nọ sang nhà ngoại, con dạy ông bà cách dùng máy tính bảng đấy. Con chụp ảnh cho ông bà đầy hết cả bộ nhớ kia kìa. Mà mình có dạy cho con bao giờ đâu nhỉ? Cứ đưa cho chơi thế mà, lay hoay một lúc đã thấy dùng nhoay nháy như đúng rồi luôn. Nhanh lắm. Đấy là do con thừa hưởng gen thông minh của anh ấy mà. Anh ơi, anh ơi. Có việc gì hả em? Cô giáo chủ nhiệm con vừa gọi cho em đấy. Mời vợ chồng mình ngày mai đi họp phụ huynh kìa. Họp phụ huynh ư? Cả hai vợ chồng luôn sao? Chỉ một người đi là được rồi mà. Em cũng chả biết. Cô giáo bảo muốn mời cả hai vợ chồng đến luôn cơ. Thôi được rồi, mai vợ chồng mình cùng đến vậy. Vâng. Mời anh chị vào ạ. Vâng. Thật sự xin lỗi vì bắt anh chị phải đến tận đây. Không sao, việc liên quan đến tình hình học tập của con cái thì phụ huynh phải đến mà. Hôm nay, tôi mời cả bố và mẹ bé đến đây là muốn anh đọc bài văn của con gái anh chị đợt kiểm tra vừa rồi. Bài văn ư? Đúng thế, bài văn này có đề bài là "Hãy viết về bạn thân thiết nhất của em". Anh chị xem đi. Bạn thân nhất của con là bạn iPad. Tuy đến trường, con có rất nhiều bạn thân, nhưng về nhà, iPad vẫn là bạn thân nhất của con. iPad có nhiều trò chơi như trò con mèo, trò bắn bóng, trò kim cương, ca nhạc thiếu nhi và xem hoạt hình nữa. Không chỉ chơi, giờ ăn con cũng ăn cùng bạn iPad. Giờ ngủ, bạn iPad cũng ngủ cùng con. Nhưng mùa hè, bố mẹ lo con bị mắng. Mùa đông, bố mẹ sợ con bị lạnh, rồi sợ con nghịch bẩn nữa. Nên bố mẹ bảo, ở nhà chơi iPad cho bố mẹ yên tâm. Nhưng con thích đến trường hơn ở nhà. Vì đến trường, con được chơi nhảy dây, bịt mắt bắt dê, trốn tìm. Cá sấu lên bờ, vui lắm. Nghe cô hát và kể chuyện cũng hay hơn nghe iPad nữa. Anh chị thấy sao ạ? Có lẽ chúng tôi cho bé chơi iPad hơi nhiều. Anh chị ạ, tuổi thơ của các con đẹp lắm. Thế giới bên ngoài còn nhiều điều tươi đẹp và mới mẻ đang chờ con khám phá. Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên biến con trẻ thành các tín đồ của công nghệ. Đừng vùi lấp tuổi thơ con trong điện thoại và iPad. Hãy để con trẻ được tận hưởng niềm vui hồn nhiên của tuổi thơ như thế hệ của chúng ta đã đi qua. Chẳng phải rất tươi đẹp hay sao ạ? Phải rồi. Em nhớ ngày xưa tụi mình long nhong ngoài đường, nào đi chơi bắn bi, thả diều, ô ăn quan, vui biết bao nhiêu. Đội nắng, đội gió, đứa nào đứa nấy đen nhẻm, mà có mấy khi ốm đau gì. Có lẽ mình đã bao bọc con quá mức rồi. Đúng thế. Con sẽ không thể lớn lên với những ký ức tuổi thơ cô đơn và tẻ nhạt như thế được. Chúng ta đã sai rồi, phải thay đổi ngay thôi. Chúng tôi đã sai lầm trong cách nuôi dạy con rồi. Cũng may, cô giáo gọi chúng tôi tới đây để chúng tôi sớm nhận ra. Thật sự, cảm ơn cô nhiều lắm. Con này, ăn cơm xong con rủ chị Muôn với anh Tèo ra sân mà chơi nha. Ngày mai cả nhà mình về thăm ngoại nhé. Mẹ sẽ dạy dâu tay cách trồng cây. Hân hân,
con thích trồng cây lắm. Chuột con lười biếng. Chuột con ơi, về ăn cơm nào. Con đi chơi về mệt quá, mẹ múc súp cho con nhé. Con lại thế nữa rồi. Bây giờ con đã lớn phải ra ở riêng thôi. Con không ở riêng đâu, con muốn ở với mẹ. Căn nhà này quá bé, mỗi chú chuột trưởng thành đều phải có nhà riêng và phải tự kiếm thức ăn nuôi sống bản thân. Sao lại phải thế chứ? Ai cũng đến lúc tự lo cho thân mình con ạ. Ngày mai mẹ sẽ đưa con ra ngôi nhà nhỏ mẹ đã dựng sẵn. Con sẽ bắt đầu sống cuộc sống riêng của con. Đừng khiến mẹ thất vọng đấy. Từ nay con sẽ sống ở đây. Không có mẹ bên cạnh con nhớ phải chăm chỉ làm việc kiếm ăn đấy nhé. Mẹ về đây. Mẹ ơi! Mẹ à! Con đói quá! Ôi! Mình quên mất! Mình đã ra ở riêng rồi mà! Không có mẹ hằng ngày chuẩn bị đồ ăn nữa. Đói quá, đói quá đi. Mình phải đi đâu để kiếm thức ăn bây giờ? Biết nhờ ai giúp bây giờ đây? Nhà cậu đẹp quá. Chúc mừng cậu có nhà mới. À, đúng rồi, mình phải nhờ chuột xám. Có nhà mà chẳng có đồ để ăn thì để làm gì? Cứ đà này chắc mình sẽ chết đói mất thôi. Tớ biết một kho thóc, ngày mai cậu đi với tớ, tha hồ lấy thức ăn cho mùa đông. Thế thì tốt quá. Bây giờ chúng ta phải lội qua cái đầm lầy này để đến ngôi nhà bên kia. Nào, lên đường thôi. Nhanh lên chuột con. Hay cậu cứ lội qua trước đi nhé. Mình đang mệt, nghỉ một lúc rồi mình sang. Vậy mình qua trước đây. Đầm lầy bẩn thế này, mình không thể lội qua được. Mình cứ nằm đây đợi chuột xám đem thức ăn về vậy. Ôi, cậu đã về rồi à? Tớ đợi mãi mà không thấy cậu qua. Chắc tớ không lội qua đầm lầy được đâu chuột xám à. Tớ mệt quá, nhìn đầm lầy đã thấy hoa mày chóng mặt. Chết thật, hay tí về tớ sẽ ít thóc cho cậu. Cảm ơn cậu. Tớ chỉ lo đến vài ngày tới, tớ vẫn mệt mà không lội qua được đầm lầy. Hay là cậu lấy giúp tớ một bao thóc có được không? Được chứ, tớ sẽ lấy cho cậu một bao thóc để cậu dùng dần. Thế cậu ở đây đợi tớ nhé. Tranh thủ đánh một giấc nữa, đợi chuột xám trở về nào. À, cậu đã về rồi đấy à? Đấy, bây giờ cậu một bao, tớ một bao vác về nhà thôi. Bao thóc to và nặng thế này làm sao mình có thể vác về được? Cậu không thể vác giúp tớ được à? Tớ còn phải vác bao của tớ mà. Cậu đừng lo, vác bao thóc lội đầm lầy thì mệt thôi, chứ đi đường đất thì không khó lắm đâu. Nào, về thôi chuột con. Thôi, cậu về trước đi, tớ nghỉ một lát nữa rồi sẽ về. Vậy tớ về trước đây. Mình phải tìm xem có ai giúp mang hộ bao thóc về nhà không? Có ai không? Có ai ở đây không? Có ai ở đây không? Tôi là chuột con, giúp tôi với. Giúp tôi với. Có tôi đây, chuột con. À, cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có chuyện gì vậy chuột con? Mẹ ơi, từ nay con sẽ chăm chỉ kiếm sống, sẽ không bao giờ dựa dẫm vào ai nữa đâu mẹ ạ. À. Ờ, thằng bé này hôm nay lạ thật. Nhưng nghe con nói vậy là mẹ mừng rồi. Tấm lòng cố nhân. Ngày xưa có một anh chàng rất lười biếng nhưng lại rất tham ăn. Nhiều lúc đi đâu thấy đồ ăn ngon không kìm lòng được, anh ta lại thò tay ăn vụng. Vợ anh khuyên hoài mà anh ta vẫn không bỏ được tật xấu này.
Mình ơi, dậy đi cày đi, ruộng người ta cày hết rồi kìa, chỉ còn mỗi nhà mình thôi à. Hôm nay sao mà tôi mệt quá à? Nhức đầu, hoa mắt, chóng mặt nữa. Tôi mà đi cày giờ chắc ngã ngoài đồng mất. Chẳng biết ốm thật hay ốm giả nữa, cứ hôm nào tôi gọi mình dậy đi làm là y như rằng đau đầu, đau bụng, đau chân, đau tay. Ấy trời ơi, đói quá. Ngon quá. Tôi sang nhà mẹ đẻ mấy hôm, mẹ đang bị ốm. Mình ở nhà nhớ chú ý cho lợn gà trâu bò ăn uống đầy đủ đấy nhé. Ừ, tôi biết rồi. Vậy tôi đi nha. Hey, như thế này là xong. Cần gì phải đi chăn làm gì cho mất công chứ. Mọi việc xong hết rồi, giờ làm gì bây giờ? Ở nhà thế này chán quá. À ha, hay là qua nhà ngoại xem vợ đang làm gì đi. Khổ, đã bảo mình ở nhà lo việc nhà đi mà, chạy tới đây làm gì? Ở nhà không có việc gì làm nữa, nên tôi qua đây gặp mình. Thế đã hỏi thăm mẹ chưa? Mẹ đang ốm đấy. Ờ, lát nữa tôi vào. Thế anh vào nhà, giả bánh về giúp mẹ đi. Bánh vừa nấu xong, đang để trong son đó. Mình cho vào cối mà giả đi. Thế là trưa nay có bánh dày ăn rồi. Để tôi vào giả nha. Khi giả bánh, nhìn bánh trắng xóa, anh chồng lại nổi cơn thèm ăn. Nhưng lúc không có ai để ý, anh ta lại cho một miếng bánh to vào mồm, ngồm ngoàm nhai. Nhưng đúng lúc ấy, người mẹ vợ lại xuống bếp rót thuốc. Còn đến khi nào vậy? Mẹ xuống rót bát thuốc, con đang giả bánh đây à? Con hôm nay con bị sao vậy? Miệng sao lại phù lên thế? Cả miệng anh ta ngậm cái bánh to, muốn nói cũng nói không được, nhưng lại sợ mẹ vợ cười, hết cách, đành cố nhịn không nói, khuôn mặt kìm nén đến đỏ rực. Bồ ơi, con vào mà xem chồng con bị làm sao này. Vâng, con vào ngay. Đưa đây, tôi xem nào. Hả? Sao lại bị nổi cái gì mà cưng cứng thế này? Không xong rồi, để tôi gọi cha ra xem thử nha. Cha, cha ơi, cha. Ơi, có chuyện gì thế? Chồng của con vừa mới đến, không biết ở nhà mắc phải bệnh lạ gì, miệng phù lên, ngay cả nói chuyện cũng không nói được kìa cha. Ơi, sao lại thế? Bỏ tay ra cha xem nào. Vừa đến tại sao lại bệnh rồi? Vâng, lúc đến vẫn còn tốt lắm mà. Con hỏi con làm gì, vừa chớp mắt miệng đã phù đến cứng đơ rồi. Thôi chết, nói cái hạnh gì cứng cứng, bệnh lạ đây, phải nhanh chóng đi tìm đại phu đến xem. Bài quá, cạnh nhà mình có đại phu. Đại phu đến rất nhanh. Trước tiên, ông thăm hỏi một chút về bệnh tình, lại sờ vào miệng anh ta. Ông ta đắc chí phán một câu rất chắc chắn. Bệnh này rất nguy hiểm, thật may là tôi đến kịp lúc nên còn có thể chữa khỏi. Nhưng mà phải dùng dao mổ miệng ra, lấy vật bên trong ra mới được. Người chồng ham ăn nghe nói dùng dao cắt miệng, bị dọa đến mặt tái mét. Nhưng đang có nhiều người như thế, anh không dám nôn gạo ra, đành lắc đầu lia lịa, tỏ ý không cần. Không sao đâu, trong lĩnh vực này y thuật của tôi là cao minh nhất, tôi đảm bảo không để anh thấy đau. Nếu không tính mạng của anh sẽ khó giữ. Mọi người giúp tôi giữ chặt anh ta, nhất định đừng để anh ta động đậy. Tôi phải bắt đầu mổ, nếu không sẽ không có kịp. Anh à, chịu khó một chút thôi nha. Để đại phu lấy cái hạch ra đi, sẽ không đau lắm đâu. Mọi người tập trung giữ anh ta lại đi, để tôi mổ lấy cái hạch ra. Cậu yên đi xem nào, để tôi cắt một đường nhỏ thôi, sẽ không đau lắm đâu. Anh chồng sợ quá, toàn phun hết gạo từ miệng ra. Ôi trời ơi, cái hạch nó băng hết vào người tôi rồi. Nó là bánh, chứ không phải là hạch đâu. Anh đứng lên cho tôi, sao anh phải thế này chứ hả?
Ra là bác ăn vụng mà lại không chịu nhận. Đã ăn vụng mà không chịu nhận, thật trò cười. Lười biếng lại tham ăn tục uống, thật chán con rể nhà này quá đi. Lần ấy anh chồng xấu hổ lắm. Từ đó về sau, anh chồng kia chừa hẳn thói hay ăn vụng. Mặt khác, anh cũng bớt lười biếng hẳn mà chăm chỉ lao động hơn. Chiếc găng tay thừa. Phải sắp xếp gọn gàng cẩn thận chỗ ngồi. Năm mới lên mà linh tinh, vừa vứa là mất dông cả năm đấy. Kỳ Lan, có nghe thấy tớ nói gì không đấy? Tớ đang nghĩ xem mua cái gì về cho mẹ đây. Bằng giờ này ngày mai đã lên tàu rồi. Thôi, đồ đạc nhẹ nhàng thôi cậu ơi, giờ ở quê cái gì chẳng có chứ. Chắc là điện thoại của anh ấy. Mai em về quê à? Đi đường cẩn thận nha, chúc em và gia đình năm mới tốt lành. Lại còn không nghe điện thoại của mình nữa chứ. Không biết có chuyện gì thế nhỉ? Trời ơi, lẽ nào anh ấy không hiểu tình cảm của mình hay sao? Mình sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có anh ấy. Vậy mà anh ấy đáp lại mình không khác gì một người bạn bình thường cả. Lại còn tìm cách lẩn tránh mình nữa chứ. Alo, là Hường đó hả? Ừ, Lan, thế nào? Chuẩn bị đồ đến đâu rồi? Mai đúng 7 giờ có mặt ở bến tàu nha. Cậu à, có lẽ mình không về quê đâu. Cậu về một mình vậy nhé. Trời ơi, cậu nói cái gì đấy? Sao lại không về? Cậu ở lại đây một mình làm gì? Mình buồn lắm Hường à. Lại có chuyện gì hả? Lại chuyện liên quan đến anh Quân đúng không? Cậu ở đâu để mình tới? Mình đang ở bên hồ Linh Lan. Ừ, vậy đợi mình một lát nữa nha. Chán quá cậu ơi, mình hết lòng yêu anh ấy, vậy mà anh ấy luôn thờ ơ lãnh đạm và nói chỉ coi mình như bạn. Trước khi về Tết, mình muốn gặp anh ấy để nói chuyện, vậy mà anh ấy nhắn cho mình một cái tin lạnh lùng và thậm chí còn không nghe điện thoại của mình nữa chứ. Cậu yêu anh ấy lắm phải không? Anh ấy là người đàn ông đầu tiên mà trái tim mình rung động mãnh liệt đến vậy. Ở bên cạnh anh ấy, mình thấy cuộc sống này đẹp biết bao. Khổ thân cậu, nhưng hãy thực tế hơn đi Lan. Ta chẳng thể nào níu giữ được cái gì vốn dĩ không thuộc về mình. Vẫn biết vậy, nhưng mình không thể buông bỏ. Vậy mà cậu đang buông bỏ những người yêu thương cậu nhất đấy. Cậu nói sao? Là ba mẹ, là gia đình Lan à. Họ cả năm trời mòn mỏi chờ cậu về Tết. Vậy mà chỉ vì chuyện với Quân, cậu lại không về. Hãy nghe mình, về quê đi, cả năm mới có một lần thôi. Nhiều đồ đạc quá cậu à. Kéo đồ một tí mà mình thấy nóng cả người lên rồi đây nè. Tàu Tết đông quá, mau lên thôi cậu. Nào lên thôi. Mời quý khách đi chuyến tàu mang ký hiệu TN6633 lên tàu để chuẩn bị xuất phát. Bắt đầu thấy lạnh rồi đây. Thôi chết, một chiếc găng tay của mình bị rơi ra rồi. Cậu tìm kỹ đi, ban nãy mình thấy cậu nhét vào trong túi áo khoác mà. Đây, chỉ còn có mỗi một chiếc. Ơ, nó rơi đằng kia kìa. Cậu định đi đâu? Tớ xuống lấy chiếc găng tay rơi đằng kia kìa. Nhưng mà còn chút nữa thôi là tàu chạy rồi, xuống sợ không kịp. Cô gái, hãy vứt chiếc còn lại ra ngoài cửa sổ. Ông nói vậy nghĩa là sao ạ? Chuyến tàu mang ký hiệu 6633
dời ga, xin quý khách ổn định chỗ ngồi. Tàu chuẩn bị lăn bánh rồi, nếu các cháu việc chiếc găng tay mà lỡ mất chuyến tàu thì rất đáng tiếc. Chiếc găng ấy dù rất quý báu với cháu, nhưng giờ bị mất một chiếc, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng một ai đó vô tình bắt được đôi găng tay lại rất có ý nghĩa cho coi. Không có duyên thì tốt nhất hãy buông bỏ. Bỏ đi rồi cháu sẽ nhẹ nhàng hơn cho coi. Ông nói đúng ạ. Không có duyên thì tốt nhất là buông bỏ. Bấy lâu nay mình cứ mù quáng đòi nắm giữ cái không bao giờ là của mình, để rồi mình phải đau khổ mường à. Mình ngốc nghếch quá. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.